là đơn vị của binh đóng quân trên địa bàn, nhiệm vụ chính dân đảng ủy luôn đặt lên hàng đầu. Vì vậy đơn vị được cử một số chiến sĩ trực tiếp xuống vùng lũ giúp dân khắc phục thiên tai, ổn định cuộc sống, nhưng trong công tác phải chấp hành 12 điều kỷ luật của quân đội nhân dân Việt Nam và làm đúng lời Bác Hồ dạy: đi dân nhớ ở dân thương. Rồi mình cùng chuyển quân. Rõ.
Này các cậu, nghe nói nhà này có cháu trai đó các cậu. Ai biết? Các cháu. À, ngồi. Ngồi. À, ngồi, ngồi đây, ngồi. Ngồi, ngồi, ngồi. Ngồi đâu rồi đó, ngồi. Dạ, chúng con ở đơn vị trong đoàn phụ huynh 739 thưa ngồi. Kìa, gọi, sao gọi lại khóc? Nhìn các cháu, ngồi nhớ đến con trai của ngồi. Nó cũng hồi đánh Mỹ, nó cũng là bộ đội phụ huynh. Gọi ơi, vậy chú ấy đã hy sinh lúc đặt tụi chúng cháu bây giờ. Nó đã hy sinh, nghe đồng đội bảo nó hy sinh anh dũng lắm. Nó đi, đi mãi, đất nước đã giải phóng gần 40 năm rồi, nhưng nó không về thăm ngoài. Đến nay, hài cốt của nó, ngoài vẫn chưa tìm được. Con xin ngồi đừng buồn nữa. Ngồi đã mất đi một đứa con, nhưng hôm nay ngồi đã tất cả non sông đất nước và tất cả một thế hệ đang tiếp bước theo con đường mà con ngồi đã đi. Ngồi ơi, vui lên ngồi. Ừ, ngồi vui, vui lắm chứ. À, từ sáng giờ lao động chắc chưa ăn gì đúng không? Ngồi chạy ra chợ mua bánh xèo về cho ăn. Ôi ngồi ơi, chúng con đi liền mà ngồi. Không, chợ gần lắm. Ngồi đi rồi ngồi sẽ về. Gọi có đứa cháu gái phải không ngồi? Ừ, gọi có đứa cháu gái hiện đang học ở trong Nguyên Nhân. Đứa nào rèn luyện giỏi, cô sẽ gả cháu gái ngồi cho. Cháu rể của ngồi phải là bộ đội, mà ở đơn vị bộ binh ngồi mới đồng ý. Ngồi ơi, cháu của ngồi đẹp gái không ngồi? Đẹp, nó đẹp lắm. Nó tên là Tô Lan. Trong nhà có tấm ảnh của nó, các cháu vào lấy mà xem. Thôi ngồi đi chợ đó đi. Này này, hai cậu, đi đâu đấy? Vào đất ảnh mà xin. Đi đi đi. Ôi cậu ơi, đẹp cậu. Đây đây, đây. Ôi, đẹp như nàng tiên giá thế. Mới trồng hoa nếu má nói vậy thì con xin nhận. Sĩ à? Dạ.
Đơn vị của các con thường xuyên về đây giúp dân, nào là xây dựng nông thôn mới, nào là thiên tai bão lũ. Thay mặt bà con, bà cảm ơn đơn vị. Kìa má, tình nghĩa quân dân mà cảm ơn gì má. Sự hy sinh đóng góp của chúng con hôm nay làm sao sánh được các thế hệ cha anh đi trước, trong đó có người con trai duy nhất của má. Sao con lại nói thế? Mỗi thời kỳ mỗi khác, nếu đất nước có chiến tranh, còn tiếc gì máu xương. Tinh thần anh bộ đội cũ hồ thời kỳ nào cũng vậy con à. Trung đoàn bộ binh 7K9 của các con hôm nay hãy phát huy truyền thống vẻ vang của cha anh đi trước. Trung với nước, trung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Hãy xứng đáng với niềm tin yêu của đảng và của nhân dân con ạ. Dạ, con xin khắc ghi lời dạy của má. Bây giờ đã đến lúc chuyển quân, chúng con xin phép. Chúng cháu đi ăn rồi.